Các bạn đang nghe nhạc chính chủ trên kênh Toàn Producer. Mọi vấn đề về bản quyền vui lòng liên hệ Zalo Quốc Toàn 0963956283. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Tôi hỏi anh nha. Hỏi đi. Cha mẹ cho con nhiều hơn hay con cho cha mẹ nhiều hơn? Cha mẹ cho con lấy cái gì mà cho cha mẹ? Cha mẹ đó là sanh ra nè, lo lắng ăn uống cho nó, quần áo cho nó lớn là dạy dỗ nó nữa. Bây giờ đi cưới vợ cho nó, nó muốn gì nữa? Nhưng đó là suy nghĩ của những thằng đàn ông ích kỷ. Đó bởi vì không thấy được những gì người khác làm cho mình. Thế con không cho cha mẹ sao? Con cho cái gì, con cái gì mà nó cho? Nó cho anh biết vui mừng khi anh mang nó trong bụng. Nó cho anh biết sự nhẫn nại chờ đợi nó 9 tháng 10 ngày. Nó cho anh sự cẩn trọng khi giữ gìn nó như hình dạng bào thai. Nó cho anh biết đau, biết vui mừng khi thấy nó ra đời. Nó dạy cho anh phải biết hy sinh. Nó dạy cho anh phải biết nhẫn nhịn. Nó cho anh nhiều chứ sao anh không thấy? Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm. Hãy cho con xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã vô tâm, đã vô tâm làm cha đâu. Cha yêu ơi, con thật sợ lắm. Sợ một ngày không còn cha biết con. Sợ hôm nay cha mãi xa con một đời. Bởi con chỉ có một cha. Sao không thấy cha mãi xa con?